Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp hàng hóa đạt các tiêu chuẩn an toàn đang được huyện Simacai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Mục tiêu hướng đến là khai thác tối đa quỹ đất đồi dốc để giúp nông dân thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất vùng cao. Thời điểm sau mùa cuối xuân đầu hè, ở vùng cao thường có mưa đá, dông lốc. Những tấm lưới này đã được anh Hàng Xeo Chùa, xã Lùng Thần dùng để che cho những cây mận cây lê. Đây chỉ là một trong nhiều biện pháp kỹ thuật được anh Chùa đầu tư để bảo vệ và nâng cao chất lượng quả. Cây mận này trước đây chưa căng lưới thì mưa đá nó vào thì cũng rất là rộng nhiều. Phòng nông nghiệp hỗ trợ cái lưới này về cho căng thì mấy năm nay thì nói chung là nó cũng rộng ít mà cọ nó cũng đẹp. Toàn bộ diện tích dược liệu của thôn Lùng Xui, nông dân cũng được hướng dẫn canh tác theo tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Che phủ ni lông sẽ hạn chế cỏ dại, vì thế sẽ không có thuốc diệt cỏ trên mỗi nương dược liệu. Quá trình chăm sóc sử dụng loại phân bón dành cho cây thuốc, vì vậy đảm bảo an toàn cho cả người trồng và người sử dụng sau này. Từ lúc mình chuyển sang trồng cây này thu nhập cao hơn và trồng cây này cũng dễ hơn, phải làm đúng hướng dẫn và bón phân này, che ni lông đen này, cây thuốc mới tốt được. Theo định hướng trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, Simacai đã chọn cây ăn quả ôn đới và dược liệu là cây trồng chủ lực. Hiện toàn huyện có gần 600 ha cây ăn quả đang cho thu hoạch và 38 ha cây dược liệu. Ưu tiên hàng đầu của huyện là tập trung hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ một phần để nông dân sản xuất đạt các tiêu chuẩn an toàn. Qua cái việc giám sát cũng của ngành cũng như của các cái doanh nghiệp cam kết bao tiêu liên kết sản xuất đã vận động tuyên truyền người dân tuân thủ cái quy trình hữu cơ. Chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn và cũng tổ chức các cái lớp dạy nghề sơ cấp cho các cái hộ sản xuất cây dược liệu cũng như là cây ăn quả ôn đới. Làm nhà cho cây ăn quả hay dùng ni lông che phủ để hạn chế cỏ dại, với nhiều nơi cách làm này không còn xa lạ, nhưng với nông dân Simacai thì đây lại là sự thay đổi lớn trong cách nghĩ nếp làm. Từ đó sẽ giúp huyện sớm có những sản phẩm OCOP đầu tiên, giúp nông dân hiện thực hóa ước mơ làm giàu bền vững.